Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay bên Nghĩa Audio xin giới thiệu với quý vị và các bạn một con dòng vang số mới. Dòng vang bãi mới về bên nhà mình. Đấy là dòng vang số lắc DK4.1P. Đấy, chắc về cái dòng mà nhà sản xuất lắc này thì các bác đã quen với lại đẩy lắc này, vang số này, loa của lắc này. Đẩy lắc là nó có D3, D4, D6 này. Những con rất nổi tiếng. Hôm nay là bọn em về cái lô đẩy lắc này. DK4.1P các bác nhé, đời 4.1 đấy. Số lượng thì lô này về nó khoảng 40 bộ các bác ạ. Nên số lượng thoải mái các bác nhé. Hình thức con này rất là mới các bạn, mặt phay nhôm sáng này, bóng này. Đây. Lấy một con cho các bác xem này. Đây các bác nhé. Các bác nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Về mặt trước của con này thì nó có 3 cổng mic mặt trước. Đây, 1, 2, 3. Phía dưới 3 cổng mic đấy là cái chỉnh hạn chế tiếng của mic. Đó là 1, 2, 3, 3 cái cổng mic đấy. Đấy, đằng sau có một cái mic, đấy là gọi là mic center. Dùng cho mic center. Tiếp đến là bốn bốn cái nút phương hướng này, bốn cái nút tròn phương hướng đấy, để chỉnh phương hướng ở trong cái phần menu ấy. Đây các bác nhé, đây bốn nút này đấy. Còn cái nút ở phía trên này là cái nút thăng này, dưới là phần B, cái tông nhạc các bác, tông trầm và tông cao. Chỉ ở đây các bác nhé, tông trầm tông cao này, nút phương hướng này. Đây là cái nút Music Master, nút to hình tròn này các bác thấy không? Nút to hình tròn đó là Music Master, màn hình LCD hiển thị. Đấy, tiếp đến là nút Music Bass, Music Jack và Mic Sub Volume. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Sub Volume này, Center Volume này là to nhỏ của Center này, to nhỏ Sub này, chỉnh chép chép của nhạc và bass của nhạc. Đấy, và phần cái nút là Mic Echo Reverb, có nghĩa là mình có thể chỉnh qua lại được chế độ Echo nhiều hoặc Reverb nhiều. Đến là cái phần Mic Effect, nghĩa là vang nhiều vang ít của mic và mic to nhỏ, mic Volume to nhỏ của mic. Phía dưới đấy là những cái nút, có một cái nút đỏ nó ghi là FBE, đây chính là cái chống hú của nó các bạn. Khi mà các bạn ấn cái này chống hú lên thì nó sẽ chống hú rất tốt, cái dòng vang này chống hú rất tốt các bạn nhé. Các bác nào mà đang dùng âm ly hay là đẩy cái bộ dàn nhà mình nó bị hú rít nhiều ấy, thì dùng một em này nó là cải thiện rất tốt luôn về cái chống hú của nó. Đấy, tiếp theo bên đấy là gồm có các cái nút chỉnh một cái tu vít hai cạnh, đấy là delay, repeat, reverb time, mic low, mic mid và hai lần lượt của nó là mic 2, nghĩa là tiếng chép của mic các bác nhé, mic min đây là tiếng trung của mic này, mic low đây là tiếng bass của mic, còn reverb time nghĩa là thời gian lặp lại của mic các bác nhé, thời gian lặp lại của reverb đấy, tiếng reverb đấy. Còn đây là repeat, đây là cái thời gian ngắn hay dài của tiếng reverb đấy. Còn cái delay này là cái cường độ ngắn hay dài của từ cái tiếng mic. Đây là cái công tắc nguồn, con này nó thiết kế là cái công tắc nguồn thì là ở đường trước các bác nhé, rất thuận tiện cho các bác nào không phải luồn vào đằng sau. Nếu mà không dùng bộ chia nguồn, bộ quản lý nguồn thì dùng rất tốt. Đấy, đấy là mặt trước của nó. Con này là có cái mặt phay nhôm rất đẹp các bác nhé, hãng sản xuất là của Lux D4.1P. Đây là mặt sau của nó các bác này. Mặt sau gồm có là điện áp vào này, 90V đến 250V, nghĩa là con này chạy nguồn xung các bác nhé.
điện yếu hay điện mạnh nó không quan trọng với nó, thì nó có thể chạy từ điện 90V đến 250V. Cái điện 110 chạy được 200 220 vẫn chạy tốt các bạn. Đấy, tiếp đến là cầu chì này. Cái R232 này để kết nối máy tính ấy, phần mềm, nhưng mà bây giờ chưa thể kiếm được phần mềm của em này. Nếu có em sẽ up lên theo thời gian gần nhất. Đấy, bộ mic center. Đường ra đường vào video. Đường này, tiếp đến là cái cổng cổng này là cổng Canon đực để đường ra sub subwoofer out, nghĩa là đường ra sub. Tiếp đến là output R, có nghĩa là đường ra của loa trái này. Bên này là output L, đường ra của loa phải. Đây là cái đường vào BMG bằng cái cổng Canon. Cái này là Canon cái nhé. Bên này là đường vào của cổng BMG. Đấy. Tiếp theo là hai cái đường vào, đây là đường in 1 và in 2 bằng cái cổng 6 ly. Đấy, in 1, in 2. Khi mình cắm thì mình sẽ cắm vào cái cổng đường in 1 này các bạn này, là đường vào này. Đường ra mình sẽ cắm là output R và output L. Đấy các bạn nhé. Còn phía trên này nó có một cái lỗ nhỏ. Nó ghi là in 1, in 2 lever, nghĩa là mình có thể hạn chế được cái đường tín hiệu vào của nó quá to hoặc quá bé để mình kết nối với cái công cụ như là đàn organ hay cái gì đấy, nó cần cái độ nhạy nó kém thì mình có thể hãm lại ở cái nút này. Cái nút này nó là cái nút tua vít hai cạnh các bác, mình có thể vào đây mình hãm lại được. Đó là cái mặt sau của nó các bác nhé. Hình thức con này còn rất mới các bạn. Đây các bác có thể nhìn đây. Đó. Đó, có thể nhìn thấy không? Vang lắc, chống ngủ tốt, nhạc các thứ thì hay các bạn. Con này là bên trong phần main của nó là nó chạy toàn có tụ nhôm các bạn nhé. Hàng cao cấp của lắc. Đây bắt đầu là sang cái em đã cắm thử một cái là kết nối. Có một bác là đặt của em một cái, một bác ở trên Bắc Giang đặt của em một bộ là 9,5 triệu các bác nhé. Cái bộ này là 9,5 triệu này. Cái con vang này lắc này thì DK4.1P này thì có giá bán lẻ bên em đấy là bên em là 1,8 triệu các bác nhé, ship hàng toàn quốc. Đấy, bác ấy lấy là một con đẩy LA600MK2 này, 16 sò trường này, NJV đúc cộng một đôi loa BMB hàng xịn 455. Đôi loa 455 thì có giá là 4,2 triệu rồi, bán lâu nay vẫn là 4,2 triệu, là hàng đẹp các bác nhé. Con đẩy LA600 thì giá là 3,5 triệu cộng thêm con vang này nữa thì giá chưa đến 10 triệu các bạn, 9,5 triệu rồi đấy là cả bộ này. Đây một đôi loa trên kia nữa. Em đang cài và test thử cái con vang này cho bác ấy luôn. Đây. Bật thầy lên. Đây các bác để ý nhá, khi bật thì nó sẽ hiện cái logo là lắc này. DKP4.1P này. Tiếng này rất là hay các bạn đây. Đi xem đây. Cách kết nối đằng sau thì em đã kết nối như thế này. Đây hai là cái cổng Canon này để em đưa xuống đẩy nhá. Đây, đưa xuống đẩy này. Đấy, cổng hai đưa vào cái cổng của đẩy này. Đây là hai cái đường vào từ cái đường vào tín hiệu CD hay là TV Smart thì các bác xuống này. Đấy, thế là xong, kết nối rất đơn giản. Loa BMB 455 các bác nhé. Đây vào phần chỉnh thì các bác để ý này.
Đây là công tắc nguồn này, để bật tắt nguồn rồi nhé các bác nhé. Còn đây là cái nút to nhỏ của mic này. Nếu các bạn ở đây thì cái chỉ số ở trên màn hình nó sẽ thay đổi này. Đây. Nếu mà nó hiện cái khóa này đang khóa phím các bác nhé, các bác ấn vào cái nút tròn này, nút control này này, nó mở khóa ra. Đấy, tiếp theo là các bác chỉnh. Đấy, là cái chỉ số nó thay đổi này. Đấy, có hiểu không? Đấy. Mic, đây là chỉnh to nhỏ của mic này. Đây là to nhỏ của mic nhé. Tiếp đến là to nhỏ của effect này. Đấy, to nhỏ của effect. Đây là vang nhiều hay vang ít. Mình cắm cái mic vào để thử cái tiếng mic luôn. Cho nhỏ nhạc lại để mình thử cái mic này. Đấy là bình thường là mình đang để ở chế độ là echo 75% các bác nhá. Đây, echo 75% này. Đấy. Mình có thể chuyển qua chế độ reverb, hát reverb nhiều hơn bằng cách xoay cái núm là mic echo reverb này, cái núm này. Đấy, để mình xoay chuyển sang gì vật nào, tiếng hát nhiều gì vật thì chuyển sang gì vật nhé. Lớn lớn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lớn 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 1 2 tiếng gì vật rất là hay luôn các bạn. Đấy, đây là chỉnh về cái căn bản để mình sử dụng thôi, còn những cái ví dụ như trong này thì nó có những cái mình chỉnh có thể là đây. Cái này là tiếng chép của mic này, tiếng chung của mic này, mic low này, tiếng thời gian lặp lại của reverb này, repeat delay này, chống hú này. Đấy, cái này rất dễ dùng đấy các bạn. Đây là to nhỏ của mic này, của nhạc này. Còn cái con vang này thì em đã cài sẵn hết rồi, bác nào mà muốn cài theo ý của các bác thì vẫn cứ cài được bình thường. Đấy, con này là bấm vào đây là nó có phần menu này,